mà anh không tin đâu. Em thế em không có ông nào đâu, anh có hiểu lầm. Mẹ thì ở nhà với mẹ thì mẹ cứ hành hạ em như thế thì không đồng ý không, nhưng mà thôi anh ạ, bây giờ là mẹ đang tức giận đấy, mẹ đang tức giận em ấy, là mình từ từ hay cho mẹ biết đấy anh. Đến bây giờ các mày con chạy đây đấy, con đi đâu mà. Ở cái nhà như thế này á? À? Nhà không ở thì lên ở cái lều thế này á? À? Cái gì người thế này? Ôi giời ơi! Anh ngồi đi anh! Ở thế này chết rồi! Cái gì? Anh ngồi đi anh! Ngồi đi, có chuyện gì từ từ để em... Nhà sao mà không ở? Sao mà lên đây mà ở? Ở cái lều thế này, nhà rõ ràng đẹp mà không ở, lên đây ở? Anh ngồi đi để em kế cho anh. Cái lúc anh đi ấy, anh đã bảo rồi! Ở nhà trông mẹ, trông làm công việc nhà! Rồi anh đi xong là em là về đây là anh ngồi xuống là làm thế này, ngồi xuống thế này, ngồi xuống để em cái giường này không ngủ được á, nhà giường đẹp không ngủ, lên đây mà ở đây mà ngủ ở cái giường thế này, cái gì vờ thế này, lúc anh đi anh đã bảo rồi, ở nhà rồi trông mẹ rồi. Rồi anh ngồi đi để em lấy nước cho anh uống. Em biết là anh đi tìm em bao nhiêu thời gian không? Cái lúc anh về ấy, thì anh tìm ngày đi tìm, đêm đi tìm, không thấy. Em biết thế là đi tìm hết mọi cách rồi, tìm không thấy. Anh đi hỏi dân làng cũng chả thấy, người ta bảo là trước kia thấy em. Nhưng mà bây giờ lâu nay bảo không thấy. Thế là em đi đâu? Không ở nhà không... ấy, ôi, nước anh không có. Nước thì còn có giận em mà. Anh là tìm bao nhiêu thời gian không thấy. Xong là đến cuối cùng là phải đi nhờ công an cảnh sát để tìm. Em là sống kiểu này xem có phải con người không. Từ lúc anh đi anh đã dặn rồi. Mà sống như thế này, đối xử với anh như thế là không được. Bây giờ anh đi làm ra sao, có phải dễ đâu. Đi kiếm đồng tiền có phải dễ đâu. Rất mà khó, rất mà nghĩ nhà, nghĩ vợ, nghĩ mẹ. Nhưng mà không về được. Đến cái lúc này là tôi về thì tìm đâu không thấy. Tìm đâu cũng chả thấy vợ. Như thế là có phải tức không? Hàng bao nhiêu năm trời đi kiếm tiền. Bây giờ thì về thì tìm ở đâu cũng chả thấy. Chả biết là vợ đi đâu. Tìm mãi hàng hạn một thời gian. Mà không thấy. Thì đến cuối cùng phải đi nhờ công an cảnh sát về tìm thì mới thấy. Thì bây giờ là em là như nguyên nhân như thế nào là mới lên làm lều ở như thế này. Có cái gì mà xảy ra với mẹ của anh ấy thì em kể cho anh nghe xem nào. Nhưng mà kể phải cẩn thận đấy nhá, kể mình sống như thế nào là mình kể hết đấy nhá. Sống với mẹ như thế nào ấy, là nguyên nhân với mẹ như thế nào là mới lên liều mà làm liều mà ở đấy. Nhưng mà anh không tin đâu. Anh cũng nghe là mẹ của anh nói rồi, nhưng mà anh cũng là chưa tin đâu. Bây giờ là em phải kể hết và để cho anh nghe. Thì không kể cho anh nghe thì anh không để em ở đây như thế đâu. Anh uống nước đi xong em kể cho anh nghe. Vâng, uống đi. Bây giờ em kể xem có đúng như mẹ của anh nói không. Nhưng mà kể phải khi nào đúng, không biết là em sai hay là mẹ sai, nhưng mà cứ kể để cho anh nghe. Thôi, để cho anh biết. Anh ạ, em xin lỗi anh, thứ nhất là em xin lỗi anh. Đấy, bây giờ anh để em kể đấy, để anh nghe đấy. Anh mà nghe em nói nhá. Vâng, bây giờ nói để cho anh nghe nào. Anh ạ, từ khi anh đi làm ăn xa đi, em ở nhà thì mẹ suốt ngày, khi trước đây anh ở nhà thì mẹ không uống rượu đâu, nhưng mà khi anh đi thì mẹ đã ở nhà đã nghiện rượu. Xong là rõ ràng là cái lúc thì anh đi ấy, thì mẹ của anh chưa nghiện rượu đâu, chưa biết là nghiện rượu ở đâu. Xong mẹ
đuổi em ra khỏi nhà, xong bắt đầu là em không đi, xong bắt đầu là em đi làm về, xong mẹ không cho em ăn, xong rồi chứ em bảo em không có con thế này thế kia, xong em cũng vẫn cố gắng chịu đựng khi em nghe đấy. Không có con thì cái lúc đấy anh chuẩn bị đi, anh đã bảo em rồi, anh bảo là đi cùng nhau đi khám rồi, không có con rồi, nhưng mà anh cái lúc anh đi anh đã bảo em là bảo là thôi anh cứ đi kiếm tiền á, xong khi nào về xong là mới tìm lấy thuốc nam về uống thì xem nó có con để mình bế không. Thế là anh đi là em ở nhà mà em làm như thế này là anh thấy không được. Kể đi, tiếp đi để cho anh nghe đi. Anh ạ, hôm nọ anh về đấy thì mẹ anh lên đây với lại con nuôi của mẹ lên đây ấy, là ra điều kiện là bảo cho em ở cái chỗ nền nhà này, nhưng mà với điều kiện là em đừng có gặp anh, mà không cho em gặp anh, không cho em về nhà. Thế thì em biết anh về nhưng mà em chẳng dám xuống nhà để gặp anh, cho nên là em cứ thui thủi ở đây một mình. Bây giờ anh có trách em ấy thì em cũng chịu thôi, không phải em nói xấu mẹ đâu, nhưng mà mẹ làm gì mà nó dám nói như thế này. Nếu anh dù không... nó có nói thì mình cũng làm con cơ mà. Nếu anh không tin em thì em cũng đành phải chịu thôi. Bây giờ nếu mà anh không tính ra để bảo vệ em thì em chả biết thế nào nữa. Cứ kể đi, kể hết để cho anh nghe, chứ không thì anh không có thể mà vừa lòng được. Anh ạ, đấy, những câu chuyện em đã kể cho anh nghe rồi đấy. Còn mẹ thì mẹ đuổi ra em thôi, bắt đầu là em không có cách nào nữa thì em mới phải đi ra ngoài mà ở. Ở nhà thì dễ, không biết ở. Chắc có ông nào thì làm hổ nhau làm cái liều này xong ở luôn. Anh đừng có nói em thế, em không có ông nào đâu, anh đừng có hiểu lầm. Anh không tin anh đi ra làng mà hỏi kìa. Thì mai anh sẽ đi ra làng đi hỏi xem có thấy ông nào mà đi theo nhau đi làm việc ở đâu không. Mai anh sẽ hỏi. Anh đi làm ăn, em làm gì, em ở nhà, em làm gì, em có cái tư tưởng đấy à anh. Anh đừng có nói như thế, anh đừng có nghe mẹ anh nói em như thế đâu. Em không có cái chuyện đấy đâu. Mẹ anh á, uống rượu xong bắt đầu là nghiện rượu xong đuổi em, hôm nọ còn về đây phá lều này. Phá lều là đúng thôi. Phá lều nát hết, xong bắt đầu là em nghĩ không được nữa, em không biết làm thế nào để can thiệp được mẹ nữa. Xong bắt đầu em mới đi tìm cảnh sát về, xong bắt đầu là mới đưa mẹ đi để cai nghiện, cai rượu ấy, cai được mấy hôm, xong bắt đầu là thấy mẹ yếu quá, xong bắt đầu là em lại đưa mẹ về, xong bắt đầu về, xong rồi cái đứa con nuôi của mẹ tự nhiên là ở đâu đến, xong bắt đầu là về xong lại mua rượu cho mẹ uống, xong là em nói mẹ không nghe, xong mẹ lại đuổi em. Em nói mẹ có nghe đâu, anh đi làm biển biệt bao nhiêu năm ấy, anh có biết em ở nhà mẹ đối xử với em thế nào đâu. Bây giờ em nói anh không nghe thì bây giờ em biết nói thế nào được. Mẹ vì phá cái liều của em ấy thì mỗi ít việc nhỏ như thế này mà em lại báo công an về bắt mẹ đi tù, thế là đối với em là không được. Sống kiểu này là không được. Vì anh đi làm nơi ăn xa thì cái lúc đấy thì anh đi ấy thì anh cũng không có điện thoại, mà em cũng không có điện thoại. Cái thời điểm đấy thì ai mà có điện thoại đâu. Thế thì mình hợp đồng ở trong đấy thì mình đi 5 năm. Thế anh đi gần năm thì lấy được điện thoại rồi. Nhưng mà thì lấy đâu mà có số của anh em đây, không có. Thì rất muốn về, muốn điện về nhà nhưng mà không có số thì không liên lạc được. Thì anh mới phải cố gắng mà làm hết cái hợp đồng ấy thì anh mới về. Em cô ấy thì nó làm ở gần chỗ anh. Vâng. Thì đến nó đến cái lúc đấy nó về thăm mẹ. Vâng. Thăm mẹ xong là nó mới điện cho anh. Thì nó điện bảo là ui, chị dâu bây giờ không biết thế nào rồi. Toàn với mẹ là trụi nhau, thắc mắc nhau. Không biết đi đâu rồi. Tìm không thấy rồi. Thế là anh ở trong đấy thì anh nghe thì không đến núi như thế đâu. Thế thì thôi, cũng sắp là hết hợp đồng rồi. Vâng. Thì anh mới là cố gắng ở đấy làm cho nó hết hợp đồng xong là anh mới về. Vâng.
chứ không thì bỏ luôn về thì cũng làm hàng bao nhiêu năm cũng chả có gì. Vâng. Thì bây giờ là bây giờ em có cái gì ấy thì phải kể thật kỹ càng mà để cho anh nghe. Anh ạ, lúc anh đi ấy thì em bảo là thì em cũng chẳng trách anh đâu, bởi vì lúc đấy đi thì hai vợ chồng mình cũng chẳng có ai có điện thoại đâu, đến tận bây giờ em cũng vẫn chưa có điện thoại dùng. Đúng rồi. Thì em biết là anh đi thì đi theo hợp đồng, thì em biết là chắc anh cũng an toàn mà làm việc thôi, thì chắc chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Thì em cũng cứ ở nhà chăm sóc mẹ và làm những công việc hàng ngày như thế để chờ đợi anh. Nhưng mà nó thật sự là chờ đợi anh bao nhiêu năm ấy, thì ở nhà với mẹ thì mẹ cứ hành hạ em như thế, thì em cũng cố gắng chịu đựng. Thì đến khi mà em không chịu đựng được nữa thì mẹ đuổi em quá đi, xong bắt đầu là em mới phải ra đây để làm nhà ở. Thì làm nhà ở ấy, thì em cũng muốn chăm sóc mẹ, em muốn mang cơm, mang thức ăn xuống cho mẹ. Nhưng mà mẹ nghiện rượu quá đi thì em nói mẹ không nghe, thì mẹ bức xúc, mẹ cứ chửi em bảo là em không cho mẹ ăn này, kiệt thế này thế nọ. Nhưng mà thực tế ra thì không phải em kiệt đâu, em chỉ lo sức khỏe cho mẹ thôi. Thế cho nên anh cũng phải nghe em nói. Đấy, công việc, câu chuyện là như thế đấy anh ạ. Ở đây nóng thế này làm gì ở được. Nóng mà nhà anh. Thì có quạt, có riếc mà không ở. Đấy, anh dùng cái quạt vâng. Này tạm đi. Nhà anh à, thì anh ạ, à, em kể cho anh nghe này. Vâng, có cái gì em cứ kể hết để cho anh nghe đi. Ở nhà mình ấy thì em nói thật với anh thì em cũng chưa mua được quạt đâu, nhưng mà hôm nọ là con nuôi của mẹ về xong là tự nhiên là đi mua quạt này, xong là mua cả bàn về nữa. Thì em cũng phải nói cho anh biết, bởi vì là con nuôi của mẹ thì trước đây thì mẹ có một hôm ấy thì mẹ đi mua rượu xong là về đến nửa đường ấy, xong là gặp cái đứa em này không biết là ở đâu đến, thì xong bắt đầu là con đấy nó lai mẹ về, xong bắt đầu là mẹ nhận làm con nuôi. Thì bây giờ mẹ cứ nghe con hầu thôi, em nói cái gì mẹ cũng chẳng nghe em nữa. Bây giờ là bất cứ cái gì thì cũng nghe con nuôi hết, bây giờ em chẳng có tiếng nói gì ở trong cái gia đình mình nữa. Thì cái bàn kia con nuôi lấy thôi à? Vâng. Không phải em lấy à? Không, anh cứ tưởng là em lấy. Không, em có được lấy đâu. Em bảo là trước đây anh đi, anh đã bảo em bảo là ở nhà không phải sắm cái gì đâu, thì chờ khi nào anh về thì anh khắc sắm cái này cái kia, bởi vì sợ em đi lấy thì sau này về anh bảo là không phù hợp thế này thế nọ. Em cũng nghe lời anh, em có dám mua cái gì đâu. Thì em ở nhà em chỉ biết là chăm sóc mẹ với lại làm ruộng đồng các thứ thôi. Em có dám làm cái gì đâu, anh dặn cái gì thì em ở nhà em cứ vẫn làm theo lời anh bảo mà. Em cứ vẫn chăm sóc mẹ như thế, nhưng mà đấy, do mẹ như thế thì nghiện rượu như thế thì mẹ cứ đuổi em, thì em mới phải đi ra riêng ở thôi, chứ không phải tự nhiên em đi ra ở riêng đâu. Thế là mẹ dám nói như thế với em thế này á? Vâng. Nếu mẹ nói như thế là cũng không được. Đấy, mẹ anh nói như đối xử với em như thế đấy anh ạ. À, nói thế cũng không đúng đâu. Nhưng mà là cái hầu với mẹ đấy thì lại biết là em ở đây. Vâng. Nhưng mà lại không bảo anh. Thế thì ấy, em mới bảo, không biết đáng là... lẽ là mẹ với cái hầu là phải thấy em ở đâu là phải bảo anh chứ. Thế, nhưng mà nó không bảo, nó giấu anh. Anh đi bực lắm. Thế, là tối nay anh sẽ hỏi xem, hỏi mẹ với cái hầu xem. Thôi anh ạ, à, bây giờ là em nói với anh như thế này, mình là vợ chồng với nhau bao nhiêu năm, anh cũng hiểu tính em rồi. Anh cũng biết là tính em như thế nào thì anh cũng hiểu rồi. Thì anh đi làm bao nhiêu năm về như thế thì anh về đến nhà không thấy em, anh có giận em không? Anh đi làm xa về không thấy anh không giận à? Đi tìm mãi không thấy. Ngày đi tìm, đêm đi tìm. Nói thật sự là em xin lỗi anh. Bởi vì là em cũng ngóng bao nhiêu năm, là em cũng biết anh sắp hết hợp đồng, anh sắp về rồi. Nhưng mà đấy, thì khi anh về thì mẹ đã đi trước anh một bước rồi, đã lên đây đe dọa em như thế, thì em cũng... nghĩ thì em nghĩ thôi, thì cũng thấy nể mẹ, mẹ cũng đã có tuổi rồi. Thì em bảo thôi thì em để tìm thời gian thích hợp thì em sẽ gặp anh. Nhưng mà không ngờ thì anh đã đi đến cảnh sát rồi, cảnh sát đã đưa anh về đến đây thì gặp em như thế. Thì bây giờ anh đừng có giận nữa, đừng có buồn nữa. Thì cho em xin lỗi. Rồi, nếu mà biết xin lỗi thì được. Nhưng mà anh sẽ để thời gian còn hỏi mẹ, hỏi cái hầu này. Giờ mà anh, nếu mà anh không biết tin ai cả. Anh không tin em ấy thì anh cứ có thể là hỏi hàng xóm, họ cũng biết mà, họ cũng biết là mẹ bây giờ là nghiện rượu mà. Rồi à, bố mất rồi đấy, thì mẹ buồn ấy. Mẹ buồn thôi, bắt đầu là mẹ cứ bảo là
thế này thế nọ, xong là mẹ cứ đi ra làng, xong mẹ uống rượu, uống dần dần dần, xong bắt đầu là mẹ nghiện lúc nào em cũng chẳng biết nữa. Xong rồi sau là thấy mẹ cứ thấy trộm tiền này, xong bắt đầu là trộm cả gạo nữa, lấy gạo nữa các thứ đi đổi rượu. Xong lúc đấy em mới phát hiện là lúc đấy mẹ đã nghiện nặng rồi, thì em không có cách nào nữa, thì em cũng cho mẹ uống, nhưng mà cho mẹ uống ít thôi. Nhưng mà về sau là mẹ uống không đủ, xong mẹ cứ chửi em. Thế xong bắt đầu em nói là mẹ cứ cằn nhằn, xong bắt đầu là đuổi em, thì em cũng phải đi ra ở riêng thôi. Không ở riêng thì ở đấy mẹ không cho ở. Anh viết trước như thế thì anh cũng chả đi làm ăn làm cái gì cả. Thôi bây giờ thì cứ viết như thế đã. Vâng. Để mai tính sao. Thì anh cũng phải bây giờ, đấy, giờ mình là vợ chồng ấy, thì anh cũng, anh tin em hay không thì tùy anh thôi. Bây giờ em không phải em nói xấu mẹ đâu, nhưng mà thực tế nó là như thế anh ạ. Bây thế giờ này là tùy anh. Anh là bây giờ là một người chồng thì anh như, tính như thế nào thì tùy anh thôi. Bây giờ là mẹ thì cũng là mẹ của anh, còn em thì vợ của anh. Thì bây giờ là em mong sao là mình là một gia đình đoàn kết, và làm thế nào được gia đình hạnh phúc thôi. Chứ em không muốn là anh về anh lại nói mẹ thế này thế kia, xong cho mẹ tức giận lên, mẹ lại nhiễu em cũng không đồng ý đâu. Đấy, cho nên là em cũng mong anh làm thế nào được cho nó hòa hợp gia đình mình thôi. Bây giờ ấy thì bây giờ anh đã về rồi. Vâng. Thì em là anh không cho em ở đây nữa. Vâng. Thì xếp hết cái bọn quần áo này, xong là mang về nhà, xong là ở về nhà, xong ở với mẹ. Vâng. Ở với anh. Bây giờ anh về không cho ở thế này đâu. Em biết rồi. Ở thế này dân làng người ta cười cho đấy. Anh ạ, à, bây giờ em bảo này. Bây giờ anh cũng phải, em nói điều này không biết anh có đồng ý không, nhưng mà thôi anh ạ, à, bây giờ là mẹ đang tức giận ấy. Mẹ đang tức giận em ấy, là mình từ từ hãy cho mẹ biết đi anh. Từ từ anh đừng nói cho mẹ biết là hôm nay anh gặp em. Không lo đâu em ạ. Việc em, này em lo lắm. Việc này anh lo được. Có cái gì anh nói được. Thôi anh ạ, à, từ từ. Bây giờ nếu mà bây giờ em sợ là bây giờ em về ấy thì chắc chắn mẹ cũng sẽ đuổi cả anh đi thôi. Bây giờ là từ từ đã, từ từ để một hai hôm mẹ xem thế nào đã. Mẹ dám đuổi anh, đúng không? Mẹ mà, không bao giờ dám đuổi anh. Mẹ đang ghét em mà. Ghét thì ghét mà, anh đã về rồi, mọi việc là phải nghe anh chứ. Đúng không? Thôi anh ạ, à, bây giờ anh cứ nghe em đi, một hai hôm đã, một hai hôm xong bắt đầu là em sẽ về. Còn bây giờ thì anh đi về trước đi. Bây giờ anh đi lâu thế này thì chắc chắn tí mẹ sẽ nghi ngờ. Ai gọi điện cho anh đấy? Cái công ty gọi điện cho anh sao? Chắc công ty thôi. Vâng. Anh cứ nghe điện đi. Chả nghe đâu, mình nói chuyện. Đi mình điện lại. Vâng. Thôi anh ạ, à, bây giờ anh cũng biết rồi đấy. Tại sao mà anh cũng biết là tính mẹ rồi đấy. Nếu mà mẹ mà thương anh hoặc là thương em ấy thì mẹ đã không ngăn cách hai vợ chồng mình như thế rồi. Đấy, rõ ràng mẹ biết em ở đây. Mà anh về anh hỏi thì mẹ vẫn bảo là không biết em đi đâu, mà lại nói dối anh như thế. Thì bây giờ anh bảo là bảo đưa em về luôn thì mẹ chắc chắn mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ làm ầm ĩ lên. Thì lúc đấy thì cả hai vợ chồng mình khó xử lắm. Cho nên là anh cứ từ từ đã, để cho mẹ nguôi ngoai đã, xong bắt đầu là lúc đấy mình hãy tìm thời gian thích hợp, xong lúc đấy vợ chồng mình về cùng nhau ở, rồi là lúc đấy thì mẹ cũng sẽ không làm gì được. Vâng. Đấy, em tính như thế anh xem có được không? Em nói thế thì anh cũng cảm thấy nhai được. Vâng, thế thì bây giờ như này nhá, bây giờ là anh về trước thì em sẽ không về đâu, em sẽ ở đây. Chờ thì ngày mai nếu mà anh cứ làm việc nhà đi, đừng cho mẹ nghi ngờ. Thì anh cứ làm việc, xong bắt đầu là nếu mà anh có thể là lên được đây thì anh có thể lên đây hai vợ chồng mình làm cơm cùng nhau ăn, cũng mấy năm trời rồi thì lên đây để em nấu những món mà trước đây anh ở nhà anh thích ấy, thì em sẽ nấu những món đấy cho anh ăn đấy. Xong bắt đầu là bây giờ anh phải về thôi. Bây giờ anh đã về đây lâu rồi thì sợ tí nữa nhất là mẹ nghi ngờ, mẹ với lại con nuôi của mẹ hay nghi ngờ lắm. Cho nên là tí nữa mẹ nghi ngờ thì mẹ lên đây mẹ làm ầm ĩ lên thì lúc đấy vợ chồng mình khó xử lắm. Thôi ạ, à, em nói như thế thì cũng được. Vâng. Nhưng mà nãy đấy, vâng, thì anh đi tìm em ấy thì mẹ không cho đi đâu. À thế à? Ừ. Vâng.
Tức là nói về tìm em là nói mẹ không đồng ý phải không? Không đồng ý cho đi tìm ấy. À. Như kiểu nó sắp ngất ấy. Thế á mẹ. Vâng. Đấy mẹ tao hay làm kiểu đấy ấy, anh. Mà anh không tin đâu. Vâng. Người đang ở bình thường sao mà nó ngất được? Vâng. Thế anh, thì anh không tin. Thế thì mẹ làm như thế xong bắt đầu là anh cứ vẫn đi à? Vẫn đi mà. Thế á? Thì lâu ngày không thấy em thì anh đã quyết định tìm bằng thấy thì thôi mà. Vâng. Cái lúc đấy mẹ giả vờ làm ngất ấy. Thế thì anh đùa mẹ bảo là anh đi lấy sữa cho mẹ. À, mà thế. Ý anh là chỉ đi tìm em thôi. À, vâng. Yeah. Chứ còn không đùa như thế thì làm gì nó cho anh đi tìm em đúng không? Vâng, mẹ chắc chắn không cho anh đi rồi, bởi vì mẹ cũng từ trước rồi, thì lúc đấy ấy, vợ chồng mình vừa cưới về ấy thì sống 2-3 năm ấy, thì lúc đấy vợ chồng mình không có em bé, thì đi khám thì bác sĩ bảo là em không có khả năng sinh con, thì lúc đấy anh mang tờ giấy về thì mẹ đã chửi ầm rồi còn gì nữa. Thì em thấy anh như thế, anh em cũng thấy anh khổ quá, xong là em mới bảo thôi anh ạ, hay là anh đi xuất khẩu lao động đi đấy anh ạ. Thì lúc đấy thì mẹ cũng thấy mình bảo mình em có khả năng sinh con ấy, thì em thấy mẹ cũng suốt ngày chửi anh, chửi em, mà hai vợ chồng mình cũng kiểu lục đục ấy, thì em cũng sợ là mẹ làm như thế xong là anh cũng buồn ấy, thì em mới hướng là cho anh đi xuất khẩu lao động, thì em cũng ở nhà để chăm sóc mẹ. Thì hai vợ chồng mình cũng xa nhau biển biệt bao nhiêu năm rồi, thì bây giờ về mẹ em vẫn không có con, thì mẹ tất nhiên thì mẹ vẫn không đồng ý rồi, nhưng mà thôi thì tình cảm vợ chồng mình thì mình vẫn như thế. Vâng. Thì trước tiên thì bây giờ mình cứ để cho mẹ không cho mẹ đó. Biết không? Vâng, không cho mẹ biết là vâng. Vợ chồng mình đã được gặp nhau không? Đúng rồi, bây giờ em cũng thấy thương mẹ lắm anh ạ. Có đôi lúc ấy, bởi vì mẹ cũng đã có tuổi rồi, tóc bạc rồi mà vẫn chưa có cháu, thì nếu mà với lại như mình thì mình cũng thế thôi anh ạ. Cho nên là mình cũng phải hiểu cho mẹ, thì anh đừng có cái mẹ nữa. Vâng. Cái gì cái thì mẹ cũng là mẹ của mình thôi, thì anh đừng có mà cái mẹ, đừng có làm cho mẹ buồn. Bây giờ mình hai vợ chồng mình làm thế nào để cho mẹ vui thôi, bây giờ mẹ có tuổi rồi. Đấy thì bây giờ cũng anh lên đây lâu rồi, thế là anh đi về đi, về xong ngày mai anh lại lên thì có gì thì vợ chồng mình sẽ tìm thời gian thích hợp, xong là lúc đấy em sẽ về nhà. Thì về nhà thì em cũng hai vợ chồng mình ở cùng nhau, xong bắt đầu là cùng nhau đi làm ăn thôi, em cũng không sống như thế này được đâu. Thôi em ạ. Vâng. Em nói thế cũng phải thôi. Vâng. Nhưng mà theo ý anh ấy thì bây giờ ấy phải theo anh đi về nhà đi, không ở đây đâu, ở đây khổ lắm xem ạ. Cái lều thế này, giường thế này mà sao ngủ được. Thôi anh ạ, trước sau em cũng về mà, nhưng mà thôi bây giờ chuyện còn dài lắm, bây giờ nếu mà nói hết thì nói hết hàng mấy ngày không hết được đâu anh ạ. Em còn nhiều chuyện em muốn kể cho anh lắm, nhưng mà bây giờ em thấy hình như là thời gian cũng khá lâu rồi, em sợ nhất là mẹ lại nghi ngờ ấy. Bởi vì anh bảo anh nói dối anh đi mua sữa thì đến giờ này thì lâu quá rồi, sợ tí mẹ nghi ngờ mẹ đến đây quấy rối lấy khổ cho hai vợ chồng mình. Vâng. Thôi bây giờ anh về xem mẹ thế nào đi. Thôi anh ạ, bây giờ thời gian cũng lâu, anh đi về đi ạ. Vâng. Thì nếu mẹ lên mẹ lại làm ầm ĩ lên này, lúc đấy lại khổ cho cả hai vợ chồng mình ấy. Thôi anh ạ, anh đi về đi, bây giờ thời gian cũng lâu rồi đấy, anh đừng có đứng lâu nữa, tí nữa mẹ có gì ăn à? Không có gì ăn đâu anh ạ. Ơi mình phải chịu khó là tìm mua đồ ăn ngon ngon chứ. Em có nhớ anh, em cũng có ăn được đâu. Dạo này thấy gầy đấy. Em gầy mà. Không em... thấy như cái lúc đấy thì anh đi đâu. Em xuống mấy cân rồi? Anh lên đây bao nhiêu cân? Anh nhìn anh bây giờ nhìn béo hơn trước này nhỉ? Bây giờ anh có 70 cân à, lúc đi có 68 cân. 68 cân nhỉ? Ừ, lên được 2 cân thôi. Lên được 2 cân. Thì làm việc nhiều nó không lấy được. Dứa này ấy à? Vâng. Mua về hay là mình khắc trồng ấy? Em nọ em đi bán ấy anh ạ. Xong bắt đầu là có 4 quả em lấy đi ăn. Nhưng mà nhớ anh em chả ăn được. Thì anh ăn không? Em thái không ăn? À. Thế thì để 2 quả thì tối mai anh lấy thịt về nấu nhé. Vâng. Anh thích ăn mà không? Vâng. Ngày xưa anh cũng thích ăn thịt xào dứa mà. Thịt xào dứa ngon mà. Thôi là anh lấy 2 quả cho mẹ đi. Đó, chia lên 2 quả về không ạ? Cho mẹ, xong là anh tí nữa mẹ hỏi anh bảo là anh mua ở quán nhé. Vâng vâng. Anh phải nói khéo cho mẹ, đem lấy cái bóng đựng cho. Nói khéo đấy, không tí mẹ nạt anh lại nói ra là mẹ không cho anh yên đâu. Rồi thì anh về đấy nhé. Còn có gì mai lén lút lại lên hai vợ chồng mình nấu ăn. Vâng vâng. Bây giờ có anh về rồi.
Em không phải buồn đâu nhá. Vâng, em không buồn nữa đâu. Có cái gì là em biết rồi. Anh đã đi về rồi là em không phải buồn nữa. Vâng, em biết rồi. Mà tối mai anh lên em ở nhà đấy nhá. Vâng. Không phải đi đâu đâu nhá. Rồi, okay. Lên cũng thấy anh cho vả cho một phát luôn đấy. Thôi, anh thì có nóng tính. Anh ơi, anh đi cẩn thận nhá. Vâng. Thôi anh ạ, anh đi về đi nhé. Vâng. Về thì có gì thì cứ từ đừng nói nhá. Vâng. Cứ anh đã về rồi không phải lo đâu. Em biết rồi. Phải nghĩ nhiều đâu, cứ nấu nướng ăn cho nó ngon vào. Vâng. Bồi dưỡng sức khỏe vào. Vâng. Anh về ơi. Ngày mai anh ở lên nhé. Vâng. Em về đóng cổng nhá. Vâng, thì em đã đóng cổng. Đừng có thế này mà lên đấy. Ờ. Anh ơi, anh về đừng nói cho mẹ buồn nhá. Vâng. Cái này là anh không biết nói với mẹ. Vâng. Đừng cho mẹ biết nha anh nhá. Rồi rồi. Anh vâng. Đi về nhá. Vâng, anh về nhá. Mẹ ơi, yeah. Sao anh trai đi lâu thế nhỉ? Không biết con đi đâu, lâu thế. Anh trai đi từ hôm qua đến giờ vẫn chưa thấy về nhà mẹ nhỉ? Vâng. Con đi tìm ở thế nào đó, mẹ không thấy về đó. Vâng, để con khác biết cách để tìm cháu của em đuổi đuổi đi. Đúng. Không cho chị Tuyết ở đất mình nữa. Vâng, nghe con nói thế thì đúng. Mày có đồng ý không? Đồng ý. Vâng, bây giờ suốt ngày con trai của mẹ đi tìm chị Tuyết này. Xong con thấy lo lắng cho mẹ lắm. Vâng, đúng. Nói con người nói thế đúng. Vâng, mẹ con mình đi ngó xem anh trai đi chứ. Vâng. Chưa thấy anh trai về nhỉ? Ra đây xem đi mẹ. Không thấy về. Đi mẹ. Ừ. Ra đây. Ôi. Anh trai không thấy về. Chưa thấy về mẹ nhỉ? Con trai đã bảo rồi. Không nghe. Cứ tìm con vợ đấy. Lại bực lắm đi. Thôi mẹ. Đây. Con trai đây. Mẹ ơi, không nghe. Mẹ. Mẹ. Có con ở đây, mẹ cứ yên tâm đi. Ừ. Dù sao anh trai nói tìm vợ cũng thấy chán, anh trai khác về mà. Con lên con trai này đây. Cứ đưa cho mẹ con về bảo không nghe. Thôi mẹ. Trước sau gì con trai cứ bỏ chị Tuyết đi thôi mà. Mẹ phải cố gắng hộ con nhé. Vâng. Mẹ ơi, bây giờ không phải nói anh trai nhiều nữa. Nói nhiều con hay bực mình lắm. Bây giờ mẹ con mình hủ bóc ngô xong tí phơi nhá. Thế con trai cố đi tìm vợ nè. Đúng bà rồi. Bà mẹ bực lắm đấy. Vâng. Bây giờ hôm nay thấy vợ rồi, gặp vợ rồi, yên tâm rồi. Con đi tìm lấy sữa cho mẹ nhưng mà đi không có người ở nhà, xong là đi gặp bạn bè, xong uống rượu, xong là uống phê phê là không về được, là ngủ kia đến bây giờ mới về. Thế á? Vâng, thế mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ cứ yên tâm, bây giờ con về rồi, mẹ cứ yên tâm đi. Mẹ bực lắm đấy. Anh nhá, mẹ hôm qua mẹ đã bị như thế rồi, anh vẫn còn đi tìm vợ anh nhá. Mẹ nói như thế là anh còn không nghe lời mẹ nữa. Đúng. Có phải con đi tìm vợ đâu mẹ? Thế thì... Có phải con đi tìm vợ đâu? Như thế thì em cũng yên tâm rồi. Em sợ anh đi tìm chị Tuyết thôi. Ôi, anh cũng nói